Nghe nói Rất Cà Phê đã có một tài eon, cùng mình đi kiểm chứng nha. Có thật nha, tại đây nè, tại đây nữa, tại đây và tại đây. Đánh dấu sự kiện Rất Cà Phê chính thức lên kệ tại Aeon Mall, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Đông Nam Á. Rất Cà Phê chiêu đãi khách hàng với nhiều hoạt động thú vị và tặng hết ý cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn duy nhất tại Aeon. Chỉ cần ghé bút check-in vừa có ảnh đẹp vừa có quà mang về. Không cần phải lăn tăn lo lắng da đầu mình có tình trạng gì, chỉ cần đến Aeon ghé quầy của Rất Cà Phê để soi da đầu miễn phí và biết được tình trạng da đầu của mình luôn nha. Không dừng lại ở việc soi da đầu miễn phí mà bạn còn được nhận sự tư vấn tỉ mỉ, được thiết kế riêng cho một routine sử dụng sản phẩm phù hợp với tình trạng da đầu và còn được tặng thêm nhiều sample để thoải mái trải nghiệm sản phẩm nữa đó nha. Đặc biệt trong dịp sự kiện ra mắt Aeon, Rất Cà Phê và anh Nâu luôn ưu đãi khủng giảm giá siêu hấp dẫn. Mua 1 tặng 1 cho các sản phẩm sau: muối tẩy tế bào sừng da đầu do gọi Falizen Original, xịt dưỡng Falizen Tonic và tinh chất dưỡng tóc Nâu Serum Essence. Mua các sản phẩm kem dưỡng của Nâu được giảm giá lên đến 25% và được tặng một tuyết muối tẩy tế bào sừng da đầu 50g. Sự kiện bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 tại Aeon Mall Tân Phú. Đến thăm nhiều sự kiện của Rất Cà Phê như hôm nay, nhiều phần và hấp dẫn đang chờ đợi bạn đó.